Thưa quý vị, tháng 6 và tháng 7, công suất khai thác phòng của các doanh nghiệp tăng cao, đạt trên 95% cuối tuần, ngày thường thì là từ 40 đến 50%. Kết quả kinh doanh của 7 tháng đầu năm cũng tăng hơn so với cùng kỳ năm 2019 trước khi dịch COVID-19 xảy đến. Doanh nghiệp du lịch trong tâm thế vững vàng và tự tin để phục hồi và phát triển kinh doanh. Và Bà Rịa Vũng Tàu tiếp tục khẳng định là trung tâm nghỉ dưỡng hàng đầu của cả nước khi lượng du khách đến với Bà Rịa Vũng Tàu nghỉ dưỡng tăng mạnh. Thông tin trên được chia sẻ tại hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ những tháng còn lại của năm 2022 do Sở Du lịch vừa tổ chức. Báo cáo từ Sở Du lịch, từ đầu năm đến nay, các chỉ tiêu về lượng khách và doanh thu của ngành du lịch đều vượt so với kế hoạch. Cụ thể, toàn tỉnh đón 6.978.639 lượt khách, tăng gần 177% so với cùng kỳ. Trong đó, khách có lưu trú đạt 1.814.017 lượt, tăng 106% so với năm 2021. Riêng khách quốc tế lưu trú ước đạt 103.679 lượt, tăng 84% so với cùng kỳ. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 6.549 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu từ các cơ sở lưu trú du lịch ước đạt 2.184 tỷ đồng, tăng 48% so với cùng kỳ. Đây là những tín hiệu đáng mừng, dự báo những gam màu tươi sáng cho bức tranh du lịch những tháng còn lại của năm 2022 và những năm tiếp theo trong tình hình dịch COVID-19 tiếp tục được kiểm soát tốt. Sau giai đoạn COVID vừa qua thì lượng du khách đã quay trở lại với khách sạn rất là nhiều, đặc biệt là vào những dịp cuối tuần. Thì chúng tôi trong thời gian tới chúng tôi sẽ tập trung vào cái việc mà tăng cường quảng bá và tăng cường tổ chức các sự kiện lớn để nhằm thu hút du khách quay trở lại nhiều hơn, đặc biệt là những cái sự kiện mang tầm cỡ quốc tế. Thì chúng tôi chú trọng nhất là những cái khách quốc tế quay trở lại. Thì tuy nhiên trong cái đợt mở cửa vừa qua thì khách quốc tế cũng đã quay trở lại nhưng mà với số lượng rất là ít. Vì thế nên chúng tôi sẽ tập trung tổ chức những cái sự kiện mà có thể thu hút du khách quốc tế. Hầu hết những resort, khách sạn gần biển có sân vườn, cảnh quan đẹp, gần gũi thiên nhiên đều có sự tăng trưởng rất tốt. Công suất phòng cuối tuần, lễ, Tết đạt trên 95%. Phân khúc khách nghỉ dưỡng chủ yếu là khách lẻ theo gia đình, nhóm nhỏ, chủ yếu từ khu vực Đông Nam Bộ về Bà Rịa Vũng Tàu, nghỉ dưỡng, phục hồi sức khỏe. Đây là lần đầu tiên tôi đến với Vũng Tàu. Thì tôi cảm thấy rằng môi trường du lịch ở đây khá là an toàn và thân thiện cho du khách. Và điều tôi cảm thấy rất là thú vị ở Vũng Tàu là tới Vũng Tàu chưa vội đi đến các cái điểm tham quan mà ngay tại nơi lưu trú đã có khá nhiều các sản phẩm du lịch cho du khách trải nghiệm. Vũng Tàu chắc chắn sẽ là điểm đến mà tôi sẽ đến thăm thêm nhiều lần nữa. Các sở ngành quản lý du lịch trên địa bàn tỉnh nhận định lượng khách và doanh thu du lịch tăng cao là nhờ toàn ngành tập trung triển khai thực hiện các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trong hoạt động du lịch, đồng thời chủ động xây dựng phương án đón khách du lịch quốc tế và các giải pháp để phục hồi ngành du lịch. Nhiều sự kiện văn hóa thể thao được tổ chức, thu hút khách đến, kéo dài thời gian lưu trú của khách. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp du lịch cũng chủ động đầu tư làm mới sản phẩm, dịch vụ và có chiến lược kích cầu, thu hút khách phù hợp. Theo Sở Du lịch, tuần cuối tháng 7 và tháng 8 vẫn nằm trong cao điểm du lịch hè. Hiện nay, các địa bàn du lịch trọng điểm như thành phố Vũng Tàu, Xuyên Mộc, Côn Đảo, nhiều khách sạn, resort gần biển vẫn kín phòng đến hết tháng 8. Khách đến tấp nập, doanh thu tốt và điều đáng mừng hơn cả là du lịch Bà Rịa Vũng Tàu giữ vững hình ảnh an toàn, ấn tượng, thân thiện. Bãi biển và các điểm tham quan sạch đẹp, an ninh trật tự tốt, giá cả dịch vụ được kiểm soát chặt. Các bãi tắm tuyệt nhiên không có tình trạng rác thải ứ động. Các khu du lịch, resort đang khai thác mặt biển, kinh doanh, dịch vụ biển, chủ động bố trí lực lượng cứu hộ, cũng như đội ngũ nhân viên quét dọn thu gom rác thải, làm tốt công tác vệ sinh môi trường. Nếu mà so với các cái địa bàn trong toàn quốc, đó, thì Bà Rịa Vũng Tàu có cái hồi phục tương đối nhanh, mạnh mẽ. Tính tới nay đó thì chúng tôi cũng đạt khoảng độ gần tới 80% của cái thời kỳ trước dịch năm 2019. Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch và Tổng cục Du lịch thì cũng đã có cái định hướng rất rõ là năm 2026 và sớm nhất là năm 2025 sẽ phục hồi ngang bằng với cái dữ liệu đã đạt được năm 2019.
Tại hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 do Sở Du lịch vừa tổ chức, các đại biểu đã tập trung phân tích và thảo luận về tốc độ phục hồi và phát triển du lịch 6 tháng đầu năm. Bên cạnh những đánh giá tích cực về tiến độ phục hồi và phát triển, thì những bất cập là rào cản, hạn chế của ngành du lịch cũng đưa ra phân tích để tìm hướng khắc phục. Ông Hoàng Ngọc Linh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch lo lắng, sau hiệu ứng bật lò xo du lịch ồ ạt hậu dịch, từ tháng 9 trở đi, dự báo du lịch Bà Rịa Vũng Tàu sẽ trở lại chu kỳ thấp điểm của du lịch nội địa. Khách quốc tế thì chưa trở lại Việt Nam nhiều do thời hạn visa quá ngắn. Vào mùa du lịch thấp điểm, các tỉnh thành khác chắc chắn sẽ đẩy mạnh sự kiện để kích thích du lịch nội địa. Các đại biểu dự hội nghị cũng nhận định Bà Rịa Vũng Tàu cần phải có các sự kiện văn hóa, ẩm thực phù hợp, thu hút sự quan tâm của truyền thông và dư luận vào thời điểm này. Bên cạnh đó, tại các điểm đến tham quan, doanh nghiệp cũng phải tự thân, nâng tầm sản phẩm, dịch vụ, đánh vào cảm xúc của du khách. Kết luận hội nghị, ông Trịnh Hàng, Giám đốc Sở Du lịch cho biết, mục tiêu của ngành du lịch là tiếp tục thu hút và giữ chân khách lưu trú dài ngày hơn, chi tiêu nhiều hơn bằng việc tạo ấn tượng về một điểm đến hấp dẫn, dịch vụ tốt, đa dạng. Sở Du lịch sẽ cùng chính quyền các địa phương tích cực tuyên truyền nâng cao ý thức của cộng đồng trong việc bảo vệ môi trường, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, chấp hành quy định trong kinh doanh, dịch vụ, phục vụ du lịch. Chị Huyền Nga, du khách đến từ tỉnh Hà Nam, tỏ ra vô cùng thích thú khi trải nghiệm dịch vụ xe đạp công cộng tại thành phố Vũng Tàu. Mình cũng yêu thiên nhiên, yêu môi trường nữa. Thế nên là khi vào đến đây thì có dịch vụ này thì được em gái giới thiệu. Thế là mình cũng thực hiện luôn từ sáng nay. Mình mới vào hôm qua thôi. Thế là mình khi đi dạo biển, cái con đường rất là đẹp như này. Bình thường đi bằng xe máy, ban ngày hay ban tối cũng thế, cũng rất là đẹp. Nhưng mà đi bằng xe đạp này cảm thấy thú vị và cảm giác cái thời gian nó chậm lại á. Mình tận hưởng được cuộc sống, mình nghĩ thế này, đây là một nơi đáng sống. Không chỉ du khách, nhiều người dân thành phố Vũng Tàu cũng hào hứng trải nghiệm dịch vụ xe đạp công cộng T&Go. Anh Tường Anh Tuân, ngụ phường 4 chia sẻ, bình thường tôi hay chạy xe máy rồi đi bộ, giờ đạp xe thấy thú vị lắm. Vừa có thể tận hưởng gió biển, vừa ngắm nhìn phố phường một cách thư thái. Thành phố cần tuyên truyền rộng rãi hơn về dịch vụ xe đạp công cộng này và có thể tổ chức những cuộc thi tìm hiểu về du lịch thành phố đi bằng xe đạp để thu hút thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên. Tôi cảm nhận được cái khung cảnh của cung đường ven biển và được ngắm phố phường. Mà khi đạp xe đạp thì cảm thấy cuộc sống nó chậm lại. Dự án dịch vụ xe đạp công cộng T&Go do Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải số Trí Nam triển khai thực hiện và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 29 tháng 4. Việc triển khai mô hình xe đạp công cộng không chỉ đa dạng hóa các phương thức giao thông đô thị khu vực trung tâm thành phố, mà còn tạo điều kiện thuận lợi để người dân sử dụng, giảm thiểu ô nhiễm môi trường và tạo ra sản phẩm du lịch mới, góp phần vào quá trình phục hồi, phát triển kinh tế của thành phố sau dịch COVID-19. Để sử dụng dịch vụ này, người dân cài đặt miễn phí ứng dụng T&Go trên điện thoại thông minh, sau đó dùng ứng dụng này để quét mã mở khóa xe sử dụng. Ứng dụng có bản đồ để người dân tìm kiếm trạm xe phù hợp với lộ trình. Sau khi hoàn tất chuyến đi, người dùng đậu xe vào đúng nơi quy định để khóa xe. Nếu người thuê xe không trả phương tiện về đúng trạm bất kỳ, thì hệ thống vẫn tiếp tục tính tiền. Mỗi xe đạp đều gắn GPS giúp kiểm soát vị trí xe và sẽ có những cảnh báo gửi lên ứng dụng. Giá vé được tính theo thời gian 5.000 đồng 30 phút, 10.000 đồng 60 phút. Thanh toán thông qua một số loại ví điện tử, tài khoản ngân hàng. Lúc mà con đi xong, con cảm giác là người con rất là khỏe và rất là có nhiều năng lượng hơn. Con rất thích đi xe đạp này và con cũng muốn đi trải nghiệm thêm nhiều lần với xe đạp này. Dự án dịch vụ xe đạp công cộng T&Go giúp kết nối cho mọi người thuận tiện hơn trong việc đi lại tham quan tại phố biển. Đây vừa là sản phẩm du lịch mới phục vụ người dân, du khách, vừa góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Từ đó có thể khuyến khích người dân sử dụng xe đạp để rèn luyện sức khỏe.
Thưa quý vị, Nhật Trường xin được thông tin thêm, 12 trạm xe đạp công cộng T&Go được đặt tại cột cờ Thùy Vân ở phường Thắng Tam, công viên Tam Giác 7 trước phường 1, công viên Tao Phùng số 83 Thùy Vân phường 2, khu biệt thự Phương Nam phường 8, siêu thị Lotte Mart vòng xoay 3 tháng 2 phường 8, vòng xoay Dầu Khí phường Nguyễn An Ninh, công an phường 3 ở số 133 Trần Công Định phường 3, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Vũng Tàu ở số 4 Hoàng Hoa Thám phường 2, chung cư Melody số 149 Võ Thị Sáu phường Thắng Tam, công an thành phố Vũng Tàu số 1 Nguyễn Thái Học phường 7, bến xe khách thành phố Vũng Tàu đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa phường Thắng Tam và thành ủy Vũng Tàu ở số 45 Ba Cô phường 1. Và thưa quý vị, đạp xe để khám phá phố biển có lẽ không gì thú vị bằng. Nếu có dịp đến với phố biển Vũng Tàu thì du khách đừng quên thử cảm giác đạp xe thư giãn như thế này nhé. Đến đây thì chương trình du lịch 24/7 cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.